Lại bị Duy Mạnh đá xéo, Tuấn Hưng hành động gây bất ngờ. Phản ứng của Tuấn Hưng trước đoạn bình luận đầy ẩn ý, được cho là của Duy Mạnh khiến fan bất ngờ. Qua đây có thể thấy mối quan hệ giữa Duy Mạnh và Tuấn Hưng không còn căng thẳng như trước. Trước đây đã có khoảng thời gian, mối quan hệ của Duy Mạnh và Tuấn Hưng khá căng thẳng. Cả hai liên tục đá xéo, khích bác nhau trên trang cá nhân. Nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định dừng lại mọi chuyện. Nhưng những mâu thuẫn trong quá khứ vẫn bị fan của hai ca sĩ khơi lại. Mới đây trên trang cá nhân, Duy Mạnh chia sẻ, cho mình hỏi chút, mình cứ lấy người bệnh ra chọc ghẹo, làm cho người bệnh tức điên lên, rồi tự khỏi bệnh, như thế thì mình có phải là người ác không nhỉ? Nghe phía dưới một cư dân mạng bình luận, đúng là làm ơn mắc oán anh nhỉ, không có anh sao khỏi được bệnh vậy nến được. Trước bình luận này, người được cho là Duy Mạnh đáp lại, hoàng tử ếch đỏ sống có tâm, khinh, kèm theo đó là hình ảnh của Tuấn Hưng mặc trang phục màu đỏ. Trước đó, Tuấn Hưng cũng từng công khai chia sẻ bản thân bị mắc bệnh vẩy nến. Thế nhưng hiện tại, căn bệnh này của nam ca sĩ đã được chữa khỏi một phần. Qua đoạn trả lời bình luận, nhiều người hoài nghi mối quan hệ giữa Duy Mạnh và Tuấn Hưng vẫn còn căng thẳng. Với phát ngôn khá đụng chạm này, nhiều người rất tò mò chờ xem Tuấn Hưng sẽ đáp lại như thế nào. Thế nhưng khi đọc được đoạn bình luận này, dân mạng khá bất ngờ trước phản ứng của Tuấn Hưng. Nam ca sĩ nắm lấy tay anh cho rằng đây là nick ảo và mục đích của người này là muốn anh và Duy Mạnh xích mích. Tuấn Hưng tỉnh táo khi có người gửi đoạn bình luận được cho là của Duy Mạnh cho mình. Trước hành động này của Tuấn Hưng, Duy Mạnh cũng có thái độ xuống nước khi có dòng bình luận giải thích với người hâm mộ, để ý rằng anh chỉ trêu chọc cho vui chứ không có ý định gây sự với ai. Chơi Facebook thì phải chấp nhận, cho bọn fan nói đùa rồi mình tìm cách đùa lại. Bọn trẻ bây giờ chúng nó tinh nghịch oái âm, nó chọc mình tức lên chửi bới hàng học thì là ngu, nó lại bảo là mấy thằng ca sĩ già hết thời, bị bọn bố chọc cho tức. Rồi nó cười vào mặt cho, anh năm nay 43 tuổi mà anh vẫn vô tư hồn nhiên, cho chúng nó chọc thoải mái, Duy Mạnh viết. Sau đó ca sĩ Duy Mạnh cũng lên tiếng nhắn nhủ đến fan không được nhắc đến bệnh vẩy nến nữa, bởi vì chuyện này mà hai anh em suýt hiểu lầm nhau.